Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi chuyên mục y tế và sức khỏe cộng đồng. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phát huy năng lực khám chữa bệnh, phòng chống bệnh tật tại cộng đồng. Và cuối chuyên mục là phóng sự hiệu quả triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại tỉnh Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, sau 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã và đang phát huy năng lực khẳng định vai trò đơn vị y tế dự phòng tuyến đầu của tỉnh trong công tác phòng bệnh, phòng dịch và khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2017. Qua gần 2 năm hoạt động, trung tâm đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ với chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng, khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Năm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, gây dịch, coi trọng công tác phòng và khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, 100% trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 100% cán bộ y tế tuyến xã đã được đào tạo lại thường xuyên, có chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, mạng lưới nhân viên y tế tại 100% thôn, làng, tổ dân phố hỗ trợ đắc lực trong công tác truyền thông, vận động, cập nhật kịp thời thông tin, kiến thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh. Về tình hình dịch bệnh thì trong năm 2019 thì cái hệ thống giám sát dịch bệnh của các đơn vị trên địa bàn tỉnh thì cơ bản là được củng cố, tăng cường, thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, vector giám sát nguy cơ và phát hiện sớm các ca mắc tại cộng đồng. Thì hệ thống trung phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn thì cơ bản đã đáp ứng được xét nghiệm một số các dịch bệnh cơ bản. Và trong năm 2019 thì đội cơ động phòng chống dịch của các đơn vị thì cũng đã trên địa bàn tỉnh thì cũng đã được trang bị đầy đủ các phương tiện để sẵn sàng đáp ứng với tình dịch bệnh. Với phương châm tận tình, chính xác, hiệu quả, phòng khám đa khoa của trung tâm đã ứng dụng trang thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ khám chữa bệnh như chuyên khoa nội tiết, mắt, răng hàm mặt, tâm thần, chuyên khoa sản, kế hoạch hóa gia đình. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đơn vị thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế đối với 928 danh mục kỹ thuật. Như vậy, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Bên cạnh đó, phòng khám triển khai điểm tiêm các loại vaccine phòng bệnh chủ động như viêm gan B, C, phòng cúm mùa, bệnh rubella, bệnh dại, phòng ung thư cổ tử cung. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhiệm vụ tuyến tỉnh về xét nghiệm phục vụ hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng như kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, quan trắc môi trường lao động, xét nghiệm chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các xét nghiệm sinh hóa miễn dịch phục vụ quản lý chăm sóc sức khỏe cho người dân, kiểm nghiệm chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt, phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn đã chú trọng đến chất lượng và nâng cao hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 17025-2017. Đây là hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng, năng lực, kiểm nghiệm kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn của quản lý nhà nước. Đặc biệt, trong công tác khám sức khỏe định kỳ trong năm, Trung tâm đã tổ chức khám kiểm tra sức khỏe tổng quát cho gần 1.700 cán bộ, viên chức, người lao động của 47 đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh với đầy đủ các danh mục khám như khám lâm sàng, các xét nghiệm chuyên sâu, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Nhờ khả năng dự đoán và tầm soát các nguy cơ bệnh lý gây nguy hại cho sức khỏe, việc khám sức khỏe định kỳ tổng quát giúp khách hàng phát hiện sớm bệnh nếu có, kịp thời điều trị, tránh được các biến chứng nguy hiểm do bệnh gây nên. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện quan trắc môi trường, đo tiếng ồn, mức độ ô nhiễm môi trường lao động cho các cơ quan, trường học theo Nghị định 39/2016 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động. Các công tác khác như phòng chống bệnh không lây nhiễm, sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường được quan tâm triển khai đạt hiệu quả. Đội phòng dịch cơ động của đơn vị luôn chủ động, kịp thời xử lý, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng nếu có dịch xảy ra. Xác định công tác tiêm chủng mở rộng là cơ sở để thanh toán, loại trừ các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, giảm tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và chi phí điều trị tại các cơ sở y tế, trung tâm đã tham mưu cho Sở Y tế tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác tiêm chủng mở rộng cho các trung tâm y tế các huyện, thành phố trong tỉnh. Chúng tôi sẽ chủ động là triển khai các hoạt động phòng chống dịch, là đáp ứng cái việc là làm sao đó mà người dân chủ động là vấn đề tiêm các cái vaccine phòng bệnh dịch bệnh để có một cái kháng thể
cho cá nhân cũng như là gia đình và cộng đồng, bảo đảm là phòng chống dịch bệnh. Cái thứ hai là chúng tôi cũng cung cấp các cái dịch vụ diệt các cái côn trùng, ký sinh trùng, ví dụ như là các cái dịch vụ về phun hóa chất bảo đảm diệt côn trùng, các cái mối hoặc là gián, những cái trung gian truyền bệnh. Và song song các hoạt động đó thì chúng tôi cũng có tổ chức các cái hoạt động về khám chữa bệnh, là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và triển khai các hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ kỹ thuật cao. Cùng với đó, các hoạt động truyền thông dinh dưỡng, phòng chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi được trung tâm tích cực thực hiện đạt hiệu quả, từng bước góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong tình hình mới. Thưa quý vị khán giả, nhiều năm qua với sự hỗ trợ kinh phí của chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã được thụ hưởng nguồn nước sạch và hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Qua đó từng bước cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn. Tham gia chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Bắc Cạn có 30 xã thuộc 7 huyện được triển khai. Chương trình được triển khai với 3 hợp phần gồm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn, nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá. Từ khi triển khai đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 96,5%. Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh là 87,22%. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 67,17%. Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh là 41,08%. Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh 97,99%. Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh 97,54%. Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại, gia súc hợp vệ sinh đạt 59,47%. Với cương vị là một trưởng thôn, thì tôi sau khi nghe truyền thông thì tôi sẽ về thôn sẽ tuyên truyền vận động bà con, tuyên truyền cho bà con thu gom rác thải với lại quét dọn vệ sinh môi trường xung quanh nhà mình. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mình với lại là bảo vệ sức khỏe cho tất cả cộng đồng trong thôn bản. Thực tế cho thấy trong quá trình triển khai chương trình vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Đó là việc người dân không có thói quen bảo vệ môi trường, không có thói quen sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Vì vậy, khi tuyên truyền nhằm thay đổi tập quán của người dân, kết quả còn hạn chế. Ngoài ra, tư tưởng ý lại của người dân là rất lớn. Khi bình xét tiêu chí hộ nghèo, các hộ dân nếu đạt tiêu chí nhà tiêu hợp vệ sinh, rất có thể sẽ thoát nghèo, nên bà con không muốn xây dựng nhà tiêu. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ xây dựng nhà tiêu chỉ hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hỗ trợ chỉ được hơn 1 triệu đồng. Trong khi các hộ này điều kiện kinh tế khó khăn, không có tiền đối ứng, nên cũng khó vận động xây dựng nhà tiêu. Về công tác triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Phúc Lộc thì cũng đã được cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, ủy ban xã thực hiện bằng cách nhà nước và nhân dân cùng làm. Ở đây thì trong năm 2019 thì thực hiện công tác mới thì cũng gặp khó khăn về trong công tác thi công giải phóng mặt bằng, và còn về các tiêu chí xây dựng mới thì hiện tại thì Phúc Lộc thì chỉ có đạt 6/19 tiêu chí. Hàng năm các bệnh liên quan đến vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng vẫn xảy ra rải rác trên địa bàn. Vì vậy, việc thực hiện triển khai các hoạt động của chương trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng bệnh, phòng dịch tại cộng đồng. Việc thực hiện chương trình tại tỉnh Bắc Cạn có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện tiêu chí 17 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu của chương trình đến cuối năm 2021, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá và các hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đẩy nhanh và hoàn thành tiến độ chương trình. Từ năm 2016 đến nay thì thấy rằng nhận thức của người dân ở đây cơ bản là đã có cái chuyển biến tích cực. Từ những cái buổi như sự kiện truyền thông cũng như là truyền thông trực tiếp thì người dân đã có cái nhận thức cơ bản về vấn đề xây dựng nông thôn mới, tức là nhà nước và nhân dân cùng làm và có cái sự đối ứng về công sức của người dân. Hiện nay với xã Phúc Lộc thì còn rất nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề xây dựng cơ bản cũng như là tiêu chí về giao thông. Đây là điểm mấu chốt mà dẫn đến các cái tiêu chí khác còn lại là gặp khó khăn. Thế do vậy là Sở Y tế cũng rất là mong có cái sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như các ngành các cấp theo chức năng nhiệm vụ giao cùng phối hợp với ngành y tế để giúp đỡ cho các cái xã xây dựng nông thôn mới thành công. Việc triển khai chương trình có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế, xã hội, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân, nên cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành liên quan, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng trong triển khai thực hiện chương trình
cũng như quản lý tốt công trình sau đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài cho người dân. Quý vị khán giả vừa theo dõi chuyên mục Y tế và Sức khỏe cộng đồng do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.